Vâng, chào chị Huyền Như. Ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6 2019, thì chúng tôi được biết là chị là một trong những người đấu tranh chống bút bẩn tại Việt Nam, và hôm nay là một ngày rất đặc biệt với chị. Đó là việc chị đã được gặp bà đại sứ tại đại diện đại sứ quán Mỹ, đó là bà Chasia Farmer ngày hôm nay tại Hà Nội. Vậy chị có thể truyền tải cái thông tin này và tường thuật lại cho bạn đọc trong và ngoài nước cùng biết cái thông tin này không ạ? Dạ vâng ạ, em chào anh Lê Trung Ba, chào tất cả những khán giả đang theo dõi chương trình livestream của chúng tôi. Qua cầu truyền hình này thì tôi cũng kể về cái tôi muốn nói về cái công việc mà hôm nay chúng tôi đã làm việc với lại bà Sarah Palmer, bí thư thứ hai văn phòng chính trị của Đại sứ quán Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội. Trong buổi làm việc ngày hôm nay thì tôi đã đề cập đến các cái vấn đề về BOT. Trong buổi làm việc hôm nay tôi đề cập đến ba vấn đề về các BOT. Cái thứ nhất là về khái quát về các vấn đề bốt bẩn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vấn đề thứ hai tôi đưa ra là tôi tố cáo cái sự can thiệp về quá sâu của công an Việt Nam và đặc biệt là công an Sóc Sơn đối với lại những người phản đối BOT bẩn ôn hòa như chúng tôi. Cái việc thứ ba tôi đề cập trong buổi làm việc ngày hôm nay đó là sự việc Hà Văn Nam bị khởi tố và bắt giam và đang chờ ngày xét xử. Thì trong cái vấn đề thứ nhất khi mà tôi đưa ra thì bà Farmer đã nói rằng là đầu tiên thì bà cũng là một người ngoại quốc nên là cũng rất là khó hiểu về các cái vấn đề BOT ở Việt Nam. Cái vấn đề ở đây bởi vì là ở ví dụ như ở nước Mỹ là nó không xảy ra những cái sự việc như trên, hoặc có xảy ra thì nó chỉ là một cái con số rất là nhỏ ở một cái BOT rất là gọi là rất là nhỏ so với cả một cái đất nước Mỹ, và không có xảy ra cho bất cứ một cái cuộc đàn áp và bất đố nào. Cho nên là khi mà về các cái vấn đề về vấn nạn về BOT bốt bẩn trên đất nước Việt Nam thì bà ấy rất là ngạc nhiên và nói rằng là cũng đã tìm hiểu khá sâu, nhưng mà vì là một người ngoại quốc nên là không hiểu về cái cách thức đấu tranh của người Việt Nam như thế nào. Nhưng qua buổi làm việc ngày hôm nay thì bà này cũng đã hiểu hơn về cái cách đấu tranh của người dân Việt Nam và cái mong muốn cái nguyện vọng của người dân đối với chính phủ của họ. Chính vì thế cho nên là tôi đã dành thời gian là hơn 1 tiếng 60 phút đến 70 phút để giải thích rất rõ về những cái vấn nạn BOT. Ví dụ như là họ đang vi phạm cái quy định hiện hành về giữ, cái thứ nhất là về giữ khoảng cách giữa các BOT. Quy định của họ đưa ra là phải giữ khoảng cách giữa các BOT là 70 km BOT, nhưng thực tế thì nó lại không phải là như vậy, mà có những BOT cách nhau rất là gần. Tôi đã minh chứng cụ thể như tỉnh Bình Phước, BOT dày đặc một tỉnh nghèo nàn, Tôi chào một chị tỉnh Huyền Như. nghèo diện tích Ngày thì hôm nhỏ nay, nhưng mà 19 tháng 6 2019, thì chúng tôi được biết rằng là chị là một người ngoại có quốc. đến 6 BOT tính được khoảng cách tầm 20 km đã có một BOT, và từ Hà Nội về Thái Bình là cái quãng đường mà chúng tôi thường xuyên di chuyển đó thì đã cũng có 4 BOT trên 1 km, tức là cũng chỉ khoảng tầm 30 km có một BOT. Đó là một cái điều mà rất là ngạc nhiên đối với những người ngoại quốc khi mà họ đang làm việc ở Việt Nam, bởi vì họ không nghĩ rằng là một cái đất nước nhỏ bé như vậy mà có đến 88 cái BOT rất là dày đặc. Cái thứ hai là họ làm được một nơi thu phí một nẻo, mà đặc biệt như là BOT An Sương là địa bàn quận Bình Tân đã sử dụng khi mà đã hết hạn thu phí rồi nhưng mà vẫn tiếp tục thu và vẫn thu cho một 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 nơi khác. Và đặc biệt là dự án tôi nhấn mạnh ở đây là dự án BOT Bắc Thăng Long Nội Bài làm đường một nơi thu phí một nẻo, làm đường ở tỉnh Vĩnh Phúc nhưng thu phí cho ở tại cửa ngõ thủ đô. Và cái vấn đề tôi đặt ra thứ hai trong cái bản báo cáo của tôi, bản thuyết trình của tôi, đó là những cái khó khăn khi mà những người dân gặp phải khi phản đối bốt bẩn trong một cách ôn hòa, mà tôi tố cáo trực tiếp đó là công an huyện Sóc Sơn đã can thiệp quá sâu vào trong cái quan hệ dân sự giữa người dân và doanh nghiệp. Họ đã không đứng giữa cái lợi ích giữa doanh nghiệp với người dân mà họ đã can thiệp bằng vũ lực đối với lại những người dân và xâm hại nhân quyền đối với lại những người phản đối bốt bẩn. Ví dụ như là tôi là một ví dụ minh họa. Và khi mà tôi đưa ra cái vấn đề đó thì bà Jessica Palmer đã nói rằng là bà vừa đọc xong cái bản báo cáo và bà vừa biết được cái thông tin về vụ việc của công an đánh tôi là một phụ nữ mang thai.
đã bị sảy thai, và bái cảm thấy rằng là bái cũng nói với tôi rằng là gửi lời chia buồn sâu sắc đến Huệ Như và rất tiếc bởi vì những cái vi xâm phạm nhân quyền như thế rất là nghiêm trọng, và Hoa Kỳ sẽ có những cái báo cáo, bái sẽ báo cáo lên với đại Hoa Kỳ, và cũng đồng thời là sẽ yêu cầu phía Việt Nam giải trình về cái vấn đề này, cũng đưa đồng thời là cũng sẽ đưa lên trong Hợp Quốc. Thế thì thực ra là một người ngoại quốc, anh Lê Trung Khoa, nhưng mà bà ấy đã rơi nước mắt khi mà đọc bản báo cáo đó và cũng biết đến tình trạng của tôi, và khi mà gặp trực tiếp tôi, khi tôi bày tỏ những cái quan điểm của tôi về BOT và cách thức đấu tranh của tôi, thì bà ấy rất là xúc động khi mà chúng tôi đưa ra những cái vấn đề như thế mà chúng tôi đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng như vậy. Và đặc biệt nữa là công an huyện Sóc Sơn đã tiếp tục vi phạm khi mà lần thứ hai tôi đi qua đấy trong tình trạng tôi đang nổ máy chờ tạm thời và tôi đang giao dịch, tiền tôi đã đưa cho nhân viên chẳng chạm phí, nhưng hiện tại bây giờ họ đang tiếp tục giữ xe của tôi, giữ chủ của tôi một chiếc xe ô tô và một cái điện thoại, và không có câu trả lời rằng sẽ giải quyết sự việc vào lúc nào và thời gian nào, và cứ giữ như thế trong một cái sự im lặng và vi phạm pháp luật. Nên là sáng nay thì chắc là anh cũng theo dõi cái livestream của tôi về đại luật sư Lê Đình Việt đó, thì tôi cũng đã làm việc với đại luật sư để tiếp tục tố cáo hành động này của công an Sóc Sơn, và ngày hôm nay trong buổi làm việc đấy tôi cũng tiếp tục đưa sự việc đấy ra đối với đại chỗ buổi làm việc ngày hôm nay với đại đại sứ quán của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và công việc thứ ba mà tôi đưa ra trong bản báo cáo thuyết minh đó là tôi đưa về vụ việc của Hà Văn Nam. Thì vụ việc của Hà Văn Nam thì bên lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng đã biết và đã có nghiên cứu về cái vấn đề đó. Và bà cũng nói rằng là dù rằng rất khó nhưng mà chúng tôi nhận lời có can thiệp và sẽ có những cái sẽ có những cái tác động đến với lại chính phủ Việt Nam trong cái vấn đề của Hà Văn Nam. Dù rằng rất khó thì họ cũng sẽ cố gắng hết sức để làm hết mức mình đối với lại cái nhân quyền của những con người mà đang đấu tranh một cách ôn hòa với vết bẩn như tôi hay là Hà Văn Nam và rất nhiều người khác như là anh Quang Tuy, anh Hóa bị đánh trọng thương ở trong Nghệ An. Sự việc của anh Quang Tuy thì tôi cũng có đề cập đến trong trong cái phần thứ hai đó là những cái khó khăn cái bản đúng vết bẩn. Vâng. Ở ngoài ra trong cái cuộc gặp ngày hôm nay thì chắc chắn là họ cũng rất quan tâm, phía Đại sứ quán Mỹ rất quan tâm những vấn đề nhân quyền Việt Nam, tức là tự do đi lại. Và cái những cái phản đối mà chị là một cái người phụ nữ đang còn có thai của em bé và đã bị động thai khi bị công an mật vụ Việt Nam đánh vào bụng. Thế thì chị có thể miêu tả thêm cái thông tin về cái cuộc gặp ngày hôm nay, thế là những cái hình ảnh chị có thể cho soi cho mọi người xem cái hình ảnh ạ. Dạ vâng ạ, đây của tôi gặp với thì, bà Jessica Farmer, bí thư thứ hai văn phòng chính trị của Đại sứ quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bởi vì là bà cũng nói rằng là đây ạ, cuộc gặp hôm nay có cả em Nguyễn Trần Công. Thực ra mà nói thì bà Jessica cũng nói với tôi rằng là bà cũng mới đọc cái báo cáo và cũng mới nghiên cứu về cái việc, mới biết được cái việc của Như bị đánh sảy thai như thế, và thậm chí là một người nước ngoài, một người ngoại quốc, nhưng họ đã rơi nước mắt vì khi đọc những cái bản báo, khi đọc thấy những cái thông tin như thế. Vậy thì tại sao những con người ở trong một quốc gia lại không có tình thương với đồng loại, không tình thương với lại những người dân khi mà họ đang làm nhiệm vụ? Bởi vì chúng tôi phản đối, tôi cũng nói nêu rất rõ, chúng tôi phản đối hết sức là ôn hòa, hoàn toàn là chỉ có đòi hỏi cái sự đối thoại với doanh nghiệp, chứ không có một cái tính chất lao động hay là phản đối gì là để ảnh hưởng đến cái lợi ích của doanh nghiệp cả, mà chúng tôi chỉ yêu cầu một sự đối thoại với doanh nghiệp nhất định để tìm ra một cái phương án tối đa giả trong cái việc mà lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, nhưng họ trốn tránh và đẩy công an vào thế đối đầu với dân. Thì đối với lại một người ngoại quốc như bà và một đất nước nhân quyền lớn như là Mỹ, Đức, Anh hay là ở các nước tư bản khác, thì tôi nghĩ rằng là họ rất ngạc nhiên với cái việc mà đánh phụ nữ mang thai, và tâm đặc biệt sâu sắc đến vấn đề này đối với tôi anh ạ. Vâng.
Vâng, trong lúc Việt Nam đang tham gia hội nhập vào quốc tế và tham gia rất nhiều những hiệp định song phương cũng như là đa phương với cả những cái nước dân chủ như Đức, châu Âu và Mỹ, thì cái việc mà đánh phụ nữ và đàn áp họ khi họ chỉ biểu đạt một cách hết sức ôn hòa cái phản đối đối với cả những cái vấn đề tham nhũng, vấn đề bất hợp lý tại Việt Nam thì rất là nghiêm trọng. Thế chị có thể bật mí, có bạn đọc vừa hỏi là thế chị Huy Như có thể cho biết tại sao mà chị lại có gặp được bà những cái phái đoàn của Mỹ như vậy ạ? Dạ, khi mà tôi đưa ra vấn đề ở trên Facebook thì quả thực là cái Facebook của tôi bây giờ là lượng theo dõi rất là lớn. Khi mà tôi tương tác với những người như anh Lê Trung Khoa này, rồi những người bạn khi mà làm phóng viên ở các nước thì mọi người đã quan tâm và đã chia sẻ thông tin đó, và các đại sứ quán các nước cũng đã có cái tương tác với tôi khi mà gửi đến cho tôi những cái thông tin, những cuộc gặp. Nên là hiện tại thì không chỉ là Đại sứ quán Hoa Kỳ mà tôi đang có những cái cuộc gặp khác. Nhưng mà tất nhiên là nó không phải là trong thời điểm này. Nhưng mà mọi người cũng đang, các đại sứ quán các nước và cũng như là tổ chức Liên minh châu Âu là cũng đang rất quan tâm đến cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Và đặc biệt là sự việc đánh phụ nữ mang thai hay là sự việc của Hà Văn Nam. Cho nên là tôi rất tin tưởng rằng là cái sự quan tâm của cộng đồng cộng với lại sự quan tâm của các nước trên thế giới và nhất là các nước tiên tiến thì sẽ thức tỉnh cho tất cả những người mà đang hành pháp ở cơ quan Việt Nam, ở các cơ quan công an Việt Nam, thì sẽ phải thức tỉnh và thấy rằng là cái việc đảm bảo nhân quyền cho những người dân là cần thiết, chứ không thể là họ làm bừa theo cách là theo cách gọi dân dã của chúng tôi là ngồi xổm lên trên pháp luật và không coi tính mạng của những người dân là quan trọng. Vâng. Chị có thể chia sẻ thêm những cái thông tin mà hôm nay Đại sứ quán Mỹ đã hỏi chị hoặc là trao đổi và họ quan tâm những cái vấn đề gì nhất trong cái thông tin mà ngày hôm nay chị cấp chúng cung cấp cho họ? Hôm nay là tôi quan tâm đến, tôi gửi đến 3 thông tin. Cái thứ nhất là vấn nạn, như tôi nói ban đầu đấy, vấn nạn về bốt bẩn trên toàn quốc. Vấn đề thứ hai là xâm phạm nhân quyền của các của lực lượng công an đối với lại những người phản đối và đòi hỏi quyền lợi trong cách ôn hòa. Cái thứ ba là vụ việc Hà Văn Nam. Và chắc chắn rằng là điều quan tâm nhất của Đại sứ quán Mỹ là vấn đề về đánh phụ nữ mang thai, để thai của công an huyện Sóc Sơn và tất cả những hành xử của họ đối với lại những người khác mà tôi đã đưa ra trong bản thuyết trình. Trong đấy có cả sự việc đánh anh Thái Văn Hòa chảy máu này, rồi là đánh bạn Bùi Tiến, cướp điện thoại và đánh bạn Bùi Tiến một nơi vắng vẻ, và đánh những người phụ nữ khác như là chị Dung Phạm, bạn Liên Trần. Đó là những cái thông tin mà tôi đưa ra rất là cụ thể, và đương nhiên rằng là họ rất là quan tâm đến vấn đề đó, bởi vì họ ngạc nhiên vô cùng, ở trên đất nước họ là không có những chuyện như thế thì phải, bởi vì là tôi chưa bao giờ được ra khỏi biên giới Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng là với những nước mà nhân quyền cao thì chắc chắn là những sự việc như thế là không xảy ra. Vâng. Vâng, hôm nay các bạn đang xem dõi cầu truyền hình trực tiếp giữa Thời báo .de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức và Hà Nội. Và chúng ta đang nói chuyện với chị Huệ Như, là một trong những người tham gia phản đối bốt bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài và nhiều những cái bốt BOT khác tại Việt Nam. Và ngày hôm nay chị Huệ Như đã gặp than tám chính trị của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Đó là bà Chensia Farmer, chuyên về chính trị, và bà đã rất ngạc nhiên khi nhận được những cái thông tin mà công an Việt Nam đã đàn áp những người phụ nữ có thai và đàn áp những cái việc mà phản đối một cách rất ôn hòa của những cái người Việt Nam ở trong nước. Vâng, thế ngày hôm nay chủ cuộc họp khoảng một tiếng đồng hồ thì họ đã trao đổi với chị, và những cái thông tin tới đây thì chắc chắn là họ sẽ tiếp tục liên hệ với chị, và chị trên cái con đường mà đấu tranh chống bốt bẩn thì cũng sẽ có nhiều cái hỗ trợ giúp đỡ hơn nữa đối với cộng đồng quốc tế khi mà Việt Nam tham gia và hội nhập với quốc tế. Và cảm ơn chị rất nhiều và chúc sức khỏe chị. Vâng, đó cũng là một lời hứa của phía bên Đại sứ quán Mỹ rằng là họ sẽ quan sát và họ có những cái ứng xử hợp lý đối với lại chính phủ Việt Nam về cái vấn đề này, bởi vì là họ cũng theo dõi khá lâu rồi, nhưng mà để sâu sắc và cụ thể thì đúng là cuộc gặp ngày hôm nay là đã cho họ những thông tin rất là cụ thể. Tái cũng gửi cho tôi một cái các visit để tôi có thể là liên hệ thường xuyên, và đồng thời là về vụ việc ở Hà Văn Nam thì họ cũng có một lời hứa với tôi rằng là sẽ quan tâm sâu sắc và sẽ tìm hướng giải quyết một cách là cụ thể hơn, và tất cả là sẽ chờ đợi trong cái việc là sau cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay, bởi vì thực tế là sau buổi gặp gỡ hôm nay họ mới biết được cụ thể và chính xác được tất cả những thông tin mà tôi truyền đạt đến,
còn từ trước giờ chỉ mang cái tính chất là quan sát và biết qua các phương tiện thông tin đại chúng thôi. Vâng. Rất cảm ơn chị đã chia sẻ cái thông tin rất quý báu này cho bà con trong và ngoài nước, cũng như là các truyền thông trong và quốc nước và quốc tế. Và chắc chắn rằng là sau cái cuộc gặp này thì chị sẽ có những cái cuộc gặp mới và có những cái hoạt động mới để ủng hộ cho cái nhà nước pháp quyền tại Việt Nam là phải tôn trọng nhân quyền và phải phản và đấu tranh chống tham nhũng, cũng như đấu tranh chống những cái quan liêu và những cái áp bức đối với cả những người dân ở trong nước. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh Lê Trung Khoa và tất cả những khán giả đã theo dõi chương trình ạ. Vâng, chào chị.